nhiều câu lạc bộ nước ngoài muốn có sự phục vụ của tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức. Không phải là người tạo ra siêu phẩm, mang lại niềm vui trực tiếp cho người hâm mộ như Quang Hải, nhưng Hoàng Đức lại là hình mẫu để đội tuyển Việt Nam vượt ngưỡng ra biển lớn. Không những có thể hình tốt, cao trên 1m80, tiền vệ của Viettel còn khéo léo, dứt điểm đa dạng và đặc biệt là bộ kỹ năng lên công về thủ nhịp nhàng. Theo thống kê sau trận đấu mở màn với Saudi Arabia, Hoàng Đức đã thực hiện 29 đường truyền và tỷ lệ thành công là 83%. Anh đã quăng người thành công 7 lần, cắt bóng và tranh chấp thành công 7 lần. Còn ở trận đấu thứ hai với Australia trên sân Mỹ Đình, Hoàng Đức là cầu thủ Việt Nam được chấm điểm cao nhất bởi trang thống kê uy tín là SofaScore với 7,6 điểm. Cầu thủ duy nhất của đội bóng áo đỏ có điểm số trên 7. Với tỷ lệ đường truyền bóng chính xác lên đến 92%, tung ra 3 đường truyền quan trọng, 3 pha đánh chặn và 2 pha tắc bóng thành công. Những con số đủ để thấy trình độ và đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 98 tại hai trận đấu với hai đội tuyển hàng đầu châu Á là tốt như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao mới đây các câu lạc bộ từ Hàn Quốc đến Thái Lan đang muốn có sự phục vụ của tiền vệ này. Theo thông tin mới nhất, câu lạc bộ Bathum United của Thái Lan, đương kim vô địch Thái League, muốn mượn Hoàng Đức trong thời gian 7 tháng, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, với mức lương khoảng từ hơn 200 triệu đồng một tháng. Được biết, huấn luyện viên của Bathum United rất ấn tượng với phong cách chơi bóng của Hoàng Đức cách đây ít tuần khi Viettel thi đấu giải AFC Champions League 2021 tại đất nước Thái Lan và muốn sở hữu tiền vệ này trong đội hình do mình dẫn dắt. Hoàng Đức là một trong những tiền vệ trẻ tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại. Trong hai trận đấu mở màn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Hoàng Đức đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ngoài Thái Lan, cũng có một số câu lạc bộ khác ở châu Á đã để mắt đến Hoàng Đức, trong đó có Hàn Quốc, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo. Lãnh đạo đội Viettel chưa nắm được thông tin gì nói trên nên tạm thời chưa đưa ra bình luận gì. Mọi chuyện sẽ vẫn phụ thuộc vào các quyết định của tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa sang Saudi Arabia thi đấu trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup, có 5 tuyển thủ của câu lạc bộ Viettel, đó là Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Văn Thiết và Thanh Bình. Trong trận đấu giữa Saudi Arabia với Việt Nam lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 9, Hoàng Đức có tên trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Anh thi đấu tự tin, hoạt động rộng và đóng góp nhiều vào lối chơi của đội tuyển. Với thành tích thể hiện ấn tượng, Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel Đỗ Mạnh Dũng khi ấy đã quyết định tặng thưởng 50 triệu đồng với Hoàng Đức vì những nỗ lực và đóng góp của anh cho tuyển Việt Nam làm rạng danh lò đào tạo Viettel. Đội tuyển Việt Nam cũng đã xả trại một tuần từ ngày hôm qua 9 tháng 9 đến 12 giờ trưa ngày 16 tháng 9, đội sẽ bắt đầu hội quân trở lại. Cũng vào ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định triệu tập thêm 5 cầu thủ ở đội trẻ U22 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam, gồm có hậu vệ trái Liễu Quang Vinh của SHB Đà Nẵng, hậu vệ phải Đặng Văn Tới của câu lạc bộ Hà Nội, cùng 3 tiền đạo là Nhâm Mạnh Dũng của Viettel, Lê Xuân Tú của Hà Nội và Trần Văn Đạt của Công an Nhân dân. Như vậy, mặc dù đã có mặt tại Hà Nội để tập luyện và lấy lại phong độ với các cầu thủ đàn em, Công Phượng vẫn chưa được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Thay vào đó, Công Phượng vẫn sẽ tiếp tục tập luyện cùng với đội tuyển U22 Việt Nam. Chân sút của Hoàng Anh Gia Lai tạm thời mặc áo số 16, một trong những số áo được Công Phượng sử dụng khi còn thi đấu AFF Cup trong quá trình giải quân với các đàn em của đội U22. Theo kế hoạch, vào ngày 16 tháng 9 tới, 5 cầu thủ của U22 Việt Nam sẽ hội quân với đội tuyển quốc gia tại khách sạn Grand Plaza. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 16 đến hết ngày 30 tháng 9 trước khi lên đường sang UAE. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. Đội bóng cũng đã thua cả 2 trận như Việt Nam ở sân trung lập. Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Sau đó 5 ngày sẽ là trận đấu với đội tuyển Oman trên sân khách vào ngày 12 tháng 10. Trước trận gặp đội tuyển Trung Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ lớn. Sao trẻ của Hoàng Anh Gia Lai bị loại đáng tiếc. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ được diễn ra. Trận đấu được coi là rất nóng của hai đội tuyển. Một số người hâm mộ của Việt Nam còn nói rằng thua hết 4 đội nhưng thắng Trung Quốc là được, hay là thua ai chứ không được thua Trung Quốc, xuất hiện rất nhiều trên các bài viết liên quan đến trận đấu quan trọng này. Ở bên kia chiến tuyến, khi mà huấn luyện viên Lý Thiết cũng đang ngồi trên đống lửa khi truyền thông nước này cho rằng trận đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là cơ hội cuối cùng mà Liên đoàn bóng đá nước này trao cho vị huấn luyện viên 44 tuổi. Về phía đội tuyển Việt Nam, khi mới đây huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận một tin không vui khi trung vệ Thành Trung đã bị rách bắp và ít nhất phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 9. Như vậy,
Bài toán nhân sự lại làm cơn đau đầu cho huấn luyện viên người Hàn Quốc. Vào ngày hôm qua, mùng 9 tháng 9, để bổ sung nhân sự cho trận đấu sắp tới đây, 5 cầu thủ thuộc lứa U22 đã được đưa lên đội tuyển quốc gia và 4 cầu thủ của lứa này cũng phải nói lời chia tay sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định gạch tiền rút gọn sau một tháng tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo đó, 5 cái tên được gọi lên đội tuyển quốc gia gồm có hậu vệ trái Liễu Quang Vinh của SHB Đà Nẵng, hậu vệ phải Đặng Văn Tới của câu lạc bộ Hà Nội, cùng 3 tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng của Viettel, Lê Xuân Tú của Hà Nội và cuối cùng Trần Văn Đạt của Công an Nhân dân. Theo kế hoạch, những cầu thủ này sẽ hội quân cùng các đàn anh của đội tuyển quốc gia vào ngày 16 tháng 9 tới tại khách sạn Grand Plaza. Đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 14 ngày tập luyện từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 trước khi lên đường sang UAE. Tại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của mình sẽ có khoảng gần một tuần để làm quen và tiếp tục tập luyện cho màn đối đầu với Trung Quốc trên sân vận động Sharia, UAE vào ngày 7 tháng 10. Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn tiếp tục tập luyện cùng với đội tuyển U22 Việt Nam chờ ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Jan-hoon vẫn đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội bắt đầu hội quân từ ngày 10 tháng 8. Thời gian qua, ban huấn luyện tích cực nâng cao thể lực, rèn chiến thuật cho các cầu thủ. Cùng với đó, qua những bài kiểm tra đánh giá, cụ thể nhất là các trận thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam đã lựa chọn ra những nhân tố phù hợp nhất với hệ thống chiến thuật của ban huấn luyện để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á diễn ra từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Cùng với đó, 4 cầu thủ phải nói lời chia tay với U22 Việt Nam, đó là thủ môn Phạm Mạnh Cường, hậu vệ Dũng Quang Nho, hai tiền vệ là Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Đình Sơn. Trong nhóm 4 cầu thủ này, đáng tiếc nhất là Dũng Quang Nho, đàn em của Xuân Trường và Công Phượng, đã bị chấn thương nhẹ và không thể tiếp tục tập luyện theo giáo án của toàn đội